Các bạn thân mến, con người chúng ta ai ai cũng hướng đến cái toàn thiện, toàn mỹ, mong muốn trong cuộc sống mọi điều đều được tốt đẹp. Nhưng mà trên đời này không có gì là hoàn hảo cả. 10 việc thì hết 8-9 việc là không vừa ý. Như vậy thử hỏi làm sao để luôn có thể có được niềm vui trong cuộc sống. Về sự hoàn mỹ trên đời, nhà văn Mạc Ngôn có câu nói như thế này: 世界上的事情最忌讳的就是十全十美。 你看那天上的月亮一旦圆满了马上就要亏厌树上的果子一旦熟透了马上就要坠落凡事总要稍留欠缺才能持恒莫言。 Mạc Ngôn, Mùa Yến là nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc. Mọi người trên thế giới biết đến nhà văn Mạc Ngôn chủ yếu là từ năm 2012 khi mà ông nhận được giải Nobel văn học. Và rất nhiều tác phẩm của nhà văn Mạc Ngôn cũng đã được dịch sang tiếng Việt. Hôm nay chúng ta thử tìm hiểu câu nói này của ông. Câu đầu tiên đó là 世界上的事情最忌讳的就是十全十美. 世界上, thế giới thượng, có nghĩa là trên thế giới, trên đời này. 事情, sự tình, là sự tình, sự việc. 世界上的事情, có nghĩa là những việc trên đời này, những việc trên thế giới này. Tuệ, tối là nhất. Chi huệ, kỵ húy. Thì kỵ có nghĩa là kiên kỵ, cấm kỵ. Húy có nghĩa là tránh nói đến. Kỵ húy có nghĩa là kiên, tránh làm gì đó hay tránh nói điều gì đó. Ví dụ như trong những ngày Tết thì chúng ta kiên kỵ nói những cái điều không may mắn. Qua nhiên, chi huệ xua, bù chỉ lì đa hoa. Qua nhiên, quá niên là qua năm mới, chỉ ngày Tết. Chi huệ, kiên kỵ, xua, thuyết là nói. Bù chỉ lì, bất các lợi là không có may mắn. Bù chỉ lì đa hoa, có nghĩa là những cái lời nói không may mắn. Qua nhiên, chi huệ xua, bù chỉ lì đa hoa. Ngày Tết, kiên kỵ, nói những lời không may mắn. Ở đây là tuệ chi huệ, thì có nghĩa là tối kỵ, kỵ nhất. Tuệ chi huệ tỏ, tức là tuệ chi huệ tỏ sự chuyện. Nhưng mà ở đây đã lược bỏ cái chữ sự chuyện để tránh lặp lại. Thì tuệ chi huệ tỏ, có nghĩa là điều kiên kỵ nhất. Chiều sự, chính là sử chuyển sử mệ, thập toàn thập mỹ. Thập là 10, toàn là toàn vẹn, trọn vẹn. Mỹ là đẹp đẽ, tốt lành. Thì nếu 10 phần mà tốt đẹp cả 10, trọn vẹn cả 10 thì chúng ta gọi là thập toàn thập mỹ, sử chuyển sử mệ. Cả câu là 世界上的事情, là những việc ở trên đời này, 最忌讳的, điều tối kỵ là 就是, chính là sử chuyển sử mệ, thập toàn thập mỹ. Việc ở trên đời này tối kỵ là thập toàn thập mỹ. Điều này hơi trái với quan niệm thông thường của chúng ta, bởi vì ai mà chẳng muốn sự thập toàn thập mỹ, ai mà chẳng muốn hoàn hảo. Nhiều khi muốn còn không được, nói chi là kiên kỵ, chi huệ. Thì chúng ta sẽ đọc tiếp câu tiếp theo để hiểu được cái triết lý nằm sau câu nói này. Ở câu tiếp theo, nhà văn Mạc Ngôn đưa ra cái dẫn chứng cho nhận định vừa rồi. Đó là 你看那天上的月亮一旦圆满了马上就要亏厌. 你看, bạn nhìn xem. Na có nghĩa là kia, đó. Thiên sang de yue liang, thiên sang, thiên thượng, có nghĩa trên trời. Yue liang, nguyệt lượng, nguyệt là mặt trăng, lượng là sáng. Nguyệt lượng có nghĩa là mặt trăng. Nhi kan, na thiên sang de yue liang, bạn nhìn xem, mặt trăng ở trên trời kia. Yi dan yuan man le, yi dan nhất đáng. Chữ đáng gồm một chữ nhật nằm trên một chữ nhất, đó là hình ảnh mặt trời vừa mới nhô lên khỏi đường chân trời để chỉ cho sự bắt đầu một ngày mới. Nhất đáng thì có nghĩa là một ngày nào đó hay một khi nào đó, chỉ cho cái thời gian giả định trong tương lai. Và thường nó sẽ dùng trong câu với mục đích là chỉ một khi có một cái điều kiện gì đó phát sinh thì sẽ gây ra một hậu quả gì đó. Ví dụ như là 洪水一旦决口后果不堪设想. Hồng thủy, hồng thủy có nghĩa là nước lũ. Ở trong kinh thánh có đại hồng thủy, tức là cái nạn lụt lớn. Ý ta có nghĩa là một khi mà đã chữa khẩu, quyết khẩu có nghĩa là phá đê, vỡ đê. Hồng thủy ý tàn chữa khẩu, nước lũ một khi mà phá vỡ đê thì hậu quả, hậu quả bù khăn sửa chẳng, bất kham thiết tưởng, có nghĩa là không thể lường hết được, không thể lường trước được. Hồng thủy ý tàn chữa khẩu, hậu quả bù khăn sửa chẳng.
Nước lũ một khi phá đê thì hậu quả không thể lường trước được. Thì ý tàn ở đây có nghĩa là một khi xảy ra giả thiết đó thì lập tức dẫn đến một cái hậu quả. Ý tàn yuán mãn lơ, yuán mãn, viên mãn, thì viên là tròn, mãn là đầy, viên mãn thì là tròn đầy. Nó cũng thường chỉ cho điều gì đó hoàn hảo, ví dụ một cuộc sống hoàn hảo, một đời sống viên mãn gọi là yuán mãn de sheng huo, hay là một hội nghị thành công rất là mỹ mãn, rất là tốt đẹp thì cũng nói là hội nghị yuán mãn jie shu, hội nghị kết thúc một cách thành công tốt đẹp, một cách viên mãn. Và từ viên mãn đặc biệt thường dùng để chỉ cái sự tròn đầy của mặt trăng, yue liang. Yi dan yuán mãn le có nghĩa là một khi được tròn đầy rồi thì mã sang, mã thượng. Mã có nghĩa là ngựa, thượng là trên, mã thượng thì là đang cưỡi trên lưng ngựa. Ngày xưa khi mà chưa có động cơ hơi nước thì ngựa là phương tiện giao thông nhanh nhất, cho nên từ mã sang, mã thượng được dùng để làm một cái trạng từ để chỉ cho việc gì đó xảy ra rất là nhanh. Ví dụ như là có một người bạn gọi cho mình có việc gấp cần giúp đỡ, và mình nói với bạn đó là được rồi, mình sẽ đến ngay, thì là 好的，我马上到. Thì 马上到, mã thượng đáo có nghĩa là đến ngay. Hay là trên những cái phong bì lì xì ngày Tết, chúng ta thường thấy có một số sẽ vẽ cái hình một chú ngựa và ở trên lưng chở một cái túi tiền. Thì 马上有钱, nó vừa có nghĩa là ở trên lưng ngựa có tiền, mà từ 马上 cũng có nghĩa là nhanh, là gấp. Thì 马上有钱 nó còn có cái hàm ý đó là mau mau có tiền, sẽ có tiền ngay. Tất nhiên khi nhận phong bì thì có tiền ngay. Đây là một cái cách chơi chữ rất là thú vị. 马上就要. Thì từ 马上 nó rất là hay đi cùng với 就要, tự yếu, cũng có nghĩa tương tự như nhau. 马上就要 có nghĩa là sắp sửa, liền ngay. Ví dụ như là 春天马上就要到了. Thì có nghĩa là mùa xuân đã sắp sửa đến rồi. 马上就要 窥眼, 窥yếm. Chữ 窥 chúng ta thấy là hình ảnh một cái luồng khí đi lên và có cái vật chặn làm cho nó bị tổn thất, nó bị yếu đi. Thì 窥 có nghĩa là tổn thất. Ví dụ như là chịu thiệt, bị thiệt thòi thì gọi là ngật 窥, 吃亏. Hay là làm ăn mà bị lỗ vốn thì gọi là 窥本, 窥本. Còn chữ 眼, yếm, chúng ta thấy ở phía trong là một chữ khuyển, là con chó, và ở bên ngoài có một cái chữ xưởng là mái nhà. Con chó hoang ở ngoài rừng thì phải đi săn bắt, bữa được bữa không, bữa đói bữa no, còn nếu mà được nuôi ở trong nhà thì là đảm bảo cơm ăn ngày ba bữa. Cho nên là chữ yên nó có nghĩa là đầy đủ, sung túc. Nhưng mà khuê yên thì lại có nghĩa là bớt đi, mất đi, tổn thất đi cái sự đầy đủ sung túc. Và cái chữ khuê yên này nó đặc biệt là dùng riêng cho cái mặt trăng. Nó chỉ cái mặt trăng nó đã khuyết tàn. Nó trái nghĩa với chữ viên mãn lúc nãy chúng ta tìm hiểu. Khuê diện là trăng nó đã tàn đi, nó chưa khuyết lắm nhưng mà nó đã bớt cái sự tròn đi. Còn yuán mãn, viên mãn thì là tròn đầy. Yí tàn yuán mãn lơ, một khi mà đã tròn đầy thì mã sang jiu yào, lập tức liền khuê diện, liền khuyết tàn. Nhì khăn, nà thiên sang de yue liang, yí tàn yuán mãn lơ, mã sang jiu yào khuê diện. Nhìn xem mặt trăng ở trên trời kia, hễ vừa tròn đầy thì liền khuyết tàn. Mặt trăng tròn tượng trưng cho sự hoàn thiện, viên mãn, nhưng mà thời gian trăng tròn rất ngắn ngủi. Lúc tròn nhất sáng nhất cũng là lúc bắt đầu chuyển dần sang khuyết mờ đi. Ngoài cái cảm ngộ về mặt trăng thì nhà văn Mạc Ngôn cũng đưa ra một cảm ngộ khác tương tự, đó là 树上的果子一旦熟透了马上就要坠落. 树上, thổ thượng, có nghĩa là ở trên cây. 树上的果子, thổ thượng đích quả tử. Quả tử có nghĩa là quả cây, trái cây. Chú ý chữ tử này chúng ta đọc thanh nhẹ. 果子, 树上的果子, có nghĩa là quả ở trên cây. 一旦, nhất đáng, là một khi. Cứ hễ, 熟透了, 熟透. Chữ thục này có hai âm đọc, đó là sủ hoặc là sổ. Thì chúng ta muốn đọc âm nào cũng được, nó đều có nghĩa như nhau. Và chúng ta nhìn chữ thục, ở phía dưới là một bộ hỏa có bốn dấu chấm giống như là bốn cái đốm lửa. Chỉ việc dùng lửa để nấu chín thức ăn thì nó có nghĩa là chín. Nó trái nghĩa với chữ sơn, sinh, có nghĩa là chưa chín, còn sống. Ví dụ như là fàn chủ sủ lợ, hay là fàn chủ sổ lợ, có nghĩa là cơm đã nấu chín rồi.
hay là cũng chỉ cái sự chín của trái cây. Xì qua sổ lợ hay là xì qua sủa lợ, có nghĩa là dưa hấu chín rồi. Bởi vì để có được cái thức ăn chín hay là để có được cái quả cây chín thì phải trải qua một cái thời gian nhất định, cho nên chữ sổ cũng dùng cho việc gì đó mà cần trải qua thời gian. Ví dụ như là cái sự quen thuộc với một người hay là một việc gì đó, như là thục nhân, sủ rện, sổ rện thì có nghĩa là người quen. Hoặc là thục thủy, sủ suệ thì có nghĩa là ngủ say. Bởi vì ngủ say là ngủ nằm im, say sưa trong một cái khoảng thời gian khá dài. Sổ thâu là, thâu là thấu liệu. Chữ thấu nó có nghĩa là xuyên thấu, xuyên qua. Và thâu là nó là một cái bổ ngữ để chỉ cái mức độ cao. Thường thì tính từ cộng với thâu là nó sẽ chỉ cái mức độ cao và chỉ những cái sự việc thông thường là không có được tốt cho lắm. Ví dụ chúng ta bị dầm mưa, bị ướt sũng hết cả người thì gọi là sư thô là ướt sũng hết rồi, ướt như chuột lột, sư thô là. Hoặc là khi chúng ta cảm thấy rất là tồi tệ thì gọi là zao gao thô là, zao gao là tồi tệ, zao gao thô là tồi tệ hết sức. Hay là chỉ một ai đó rất là xấu xa, rất là hư hỏng thì gọi là hoài thô là rất là xấu, xấu từ trong ra ngoài. Còn ở đây là sổ thô là để chỉ cái quả cây nó chín rục, chín mùi, chín từ trong ra ngoài. Mà sang chiều dọc thì liền, ngay, trụy lụa, trụy lạc. Ở trong tiếng Việt, từ trụy lạc thường dùng về phương diện đạo đức tinh thần, chỉ những cái người lầm đường lạc lối, những cái người ăn chơi sa đọa, tục dốc về đạo đức. Thì tiếng Trung, tiếng Hán cũng có cách dùng như vậy. Ví dụ như là trụy lạc phong trần, trụy lụa phân trần, thì chỉ những cái người phụ nữ mà lập đường lạc lối, giống như là những cái người phụ nữ ở trong thanh lâu mua son bán phấn, đó là một cái sự trôi lụa. Và tiếng Hán thường dùng cái chữ trôi lụa để chỉ cái sự rơi rớt, ví dụ như là vẫn tinh trụy lạc, duyên xin trôi lụa. Vẫn tinh có nghĩa là chỉ cái thiên thạch ở trên trời, trên không gian. Duyên xin trôi lụa là thiên thạch rơi xuống trái đất. Sư sàng de guo zi, quả ở trên cây, yi dan shu tou là, một khi đã chín mùi, mà sang chiều dò trôi lụa, thì lập tức rơi rụng xuống. Mặt trăng ở trên trời hay là quả ở trên cây, nó đại diện cho tất cả mọi sự, mọi việc ở trên đời. Nó cũng mang một cái quy luật chung, đó là khi phát triển đến cực độ, thì nó sẽ chuyển hướng sang chiều ngược lại. Cái cảm ngộ này không phải là của riêng nhà văn Mạc Ngôn phát hiện ra, mà thực ra đó là sự kế thừa một cái tư tưởng triết học từ ngàn đời do cổ nhân từ ngàn đời xưa đã tổng kết lại một cái quy luật, đó là vật cực tất phản, bỉ cực thái lai, u chí bi phản, phi chí thái lai. Có nghĩa là khi mà sự vật phát triển đến cực độ rồi, phồn vinh cực độ, thì nó sẽ quay ngược lại về hướng điêu tàn hủy diệt. Còn ngược lại, khi mà điêu tàn hủy diệt đau khổ đến tận cùng thì cái sự yên bình thái bình nó sẽ đến. Đó là một cái vòng quay không ngừng nghỉ trong vũ trụ. Bởi vậy cho nên khi chúng ta phấn đấu hướng về một cái điều gì đó hoàn hảo thì cũng đồng nghĩa với việc chúng ta hướng đến sự điêu tàn, sự hủy diệt nhanh hơn. Chính vì thế mà trong câu đầu tiên ông đã khẳng định một điều, đó là 世界上的事情最忌讳的就是十全十美, tức là việc ở trên đời tối kỵ là thập toàn thập mỹ. Như vậy thì làm thế nào để chúng ta vừa thuận theo lẽ tự nhiên của trời đất mà lại vừa đạt được cái sự thanh bình trong tâm hồn? Đó là câu tổng kết. Phán sự tổng yào sau lưu chèn chuyện, tài năng sử hẳn. Phán sự, phàm sự, phàm là ở trên đời, chỉ cái việc thông thường ở trên đời, sự là sự việc. Phàm sự nó cũng giống như trong câu đầu tiên chúng ta gọi nó là 世界上的事情. Những việc trên thế giới, những việc trên đời. Ví dụ như là 凡事想成功必要付出奋斗. Phạm sự tưởng thành công, nghĩa là mọi việc trên đời muốn được thành công thì 必要, tất yếu, phải phó sức phấn đấu, có nghĩa là phải ra sức để mà phấn đấu. 付出奋斗. 凡事总要, phạm sự tổng yếu. Tổng yếu thì tổng có nghĩa là luôn luôn, yếu là cần phải, tổng yếu có nghĩa là cần phải, nhất định phải. Ví dụ như là 我们到这世界总要做些有意义的事.
chúng ta đến với cái thế giới này thì cần phải, nên phải làm一些, có nghĩa là một vài hữu ý nghĩa的 sự, hữu ý nghĩa đích sự, có nghĩa là một những cái việc có ý nghĩa. Phán sự tổng yếu, phạm sự tổng yếu, có nghĩa là mọi việc ở trên đời này thì cần phải, cần nên sao liệu, sao xảo. Vốn dĩ chữ xảo chỉ cho cái ngọn của cây lúa. Ngọn lúa thì nó rất là nhỏ, ngọn cây thì nó nhỏ, cho nên là chữ sao thường dùng là một cái phó từ, có nghĩa là hơi hơi, một chút, chỉ mức độ. Ví dụ như là sao chú ý y điện, xảo chú ý nhất điểm, có nghĩa là chú ý một chút, không cần phải chú ý nhiều mà chỉ cần chú ý một chút thì gọi là sao chú ý. Hay là bảo ai đó hãy đợi một chút thì gọi là sao tận, xảo đẳng. Ở đây là sao liễu, sao lưu, lưu là giữ lại, lưu lại, sao lưu có nghĩa là giữ lại một chút. Chiên chue, khiếm khuyết, khiếm là một người đang há to miệng để ngáp, chỉ cái sự thiếu hụt về thể lực. Khuyết là đồ sứ bị sức mẻ, cho nên khiếm khuyết nó chỉ cái gì đó không có trọn vẹn, không có hoàn hảo. Ví dụ như là thân thể đã chiên chue, thân thể đích khiếm khuyết, có nghĩa là những cái khiếm khuyết trên thân thể, những cái khuyết tật trên cơ thể. Và khiếm khuyết nó cũng chỉ cho những cái sự thiếu hụt. Ví dụ như là khiếm khuyết kinh nghiệm, khiếm khuyết kinh nghiệm. Khiếm khuyết kinh nghiệm có nghĩa là thiếu kinh nghiệm. Hoặc khi chúng ta chuẩn bị một cái hoạt động gì đó, chúng ta cố gắng không để xảy ra những cái sơ suất, những cái thiếu sót, có nghĩa là chúng ta cố gắng không có những cái khiếm khuyết, những cái khiếm khuyết. Chuẩn bị chiêu suy, mấy ổ khiếm khuyết. Chuẩn bị tự tự, có nghĩa là chuẩn bị đâu ra đấy, đâu vào đó có trật tự xong xuôi. Chuẩn bị, chiêu suy, mấy ổ khiếm khuyết, một hữu khiếm khuyết là không có thiếu sót gì. Phán sự tổng yếu, sao liễu khiếm khuyết, có nghĩa là việc ở trên đời ấy, thì cần phải để lại, cần phải giữ lại một chút khiếm khuyết. Tài năng, sứ hận, tài năng, tài năng. Ngoài cái nghĩa là tài năng, tài trí thì ở đây nó làm phó từ có nghĩa là thì mới. Thì mới có thể sứ hận, trì hằng. Trì là duy trì, hằng là vĩnh hằng. Chúng ta thấy chữ hằng có một bộ tâm và ở bên phải là một chữ nhật, là mặt trời nằm giữa hai gạch ngang. Gạch phía trên tượng trưng cho trời, phía dưới tượng trưng cho đất, chỉ cái sự vĩnh hằng tồn tại mãi mãi như trời, đất, các thiên thể và như cái linh hồn. Thì cái từ trì hằng, sứ hận có nghĩa là bền lâu, mãi mãi. Nó là từ rút gọn từ cái câu đầy đủ, câu thành ngữ trì chi dĩ hằng, là duy trì được lâu bền. Phán sự tổng yếu, sao liễu khiếm khuyết, tài năng sứ hận. Có nghĩa là việc ở trên đời thì đều phải giữ lại một chút khiếm khuyết thì mới có thể bền lâu được. Điều này rất đúng, vì có thiếu sót, có chưa hoàn hảo thì mới còn không gian để tiếp tục phát triển. Câu nói của nhà văn Mạc Ngôn cho chúng ta một cảm ngộ, đó là đừng truy cầu sự hoàn mỹ, vì sự hoàn mỹ đồng nghĩa với kết thúc, với hủy diệt. Vậy thì thay vì tìm cầu hoàn mỹ, chúng ta nên ngộ ra sự phát triển không ngừng, sự vận động không ngừng của vũ trụ, của mọi thứ. Đó mới thật sự là hoàn mỹ. 世界上的事情最忌讳的就是十全十美。 Việc trên đời tối kỵ là thập toàn thập mỹ. 你看那天上的月亮一旦圆满了马上就要亏眼。 Bạn nhìn xem mặt trăng trên trời kia, một khi đã tròn đầy thì liền khuyết tàn. 树上的果子一旦熟透了马上就要坠落。 Quả ở trên cây một khi chín mùi thì liền rơi rụng xuống. Phán sự tổng yếu, sao liễu khiếm khuyết, tài năng sứ hận. Việc gì cũng nên để lại một chút khiếm khuyết mới có thể bền lâu được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi những chia sẻ trên đây. Mong rằng bài học có thể tiếp thêm động lực cho các bạn trong cuộc sống và trong việc học tiếng Hán. 好的，我们下期再见。